Phiến quân nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm tấn công viện bảo tàng Tunisia, giết 23 người, tin từ Brussels, Bỉ và Barcelona, Tây Ban Nha. Hôm nay ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hoan nghênh sự xuất hiện của hai du khách Tây Ban Nha bị mất tích sau vụ tấn công viện bảo tàng quốc gia Tunisia một ngày trước đó. Ông Rajoy tuyên bố như trên trong cuộc họp của Đảng Nhân dân Liên Âu tại Brussels. Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có một phụ nữ đang mang thai 4 tháng được tìm thấy trong số hai công dân Tây Ban Nha được cho là mất tích. Bà đã trốn trong viện bảo tàng nhiều tiếng đồng hồ sau vụ tấn công. Cả hai đã được đưa vào bệnh viện địa phương trước khi được chính phủ Tây Ban Nha sắp xếp đưa trở về quê nhà. Ông Rajoy cũng ngỏ lời chia buồn về cái chết của hai du khách công dân Catalan thuộc vùng tự trị của Tây Ban Nha. Hôm thứ Năm, các thành viên của Quốc hội Catalan đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát. Tin từ Tunisia hôm nay ngày 19 tháng 3 cho hay, phiến quân nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công viện bảo tàng tại thủ đô Tunisia, làm thiệt mạng 20 du khách ngoại quốc và 3 người Tunisia, trong đó có một cảnh sát viên. Một đoạn băng ghi âm, tiếng nói được tung lên mạng xã hội nói rằng hai tay súng được phiến quân nhà nước Hồi giáo tuyên dương anh hùng gồm Abu Zakaria al-Tunisi và Abu Anas al-Tunisi đã mở cuộc tấn công viện bảo tàng Badr, tọa lạc trong khu vực an ninh chung quanh Quốc hội Tunisia, bằng súng tự động và lựu đạn cầm tay. Bản tin này còn nói rằng lực lượng an ninh địa phương đã không dám đến gần hai hiệp sĩ của phiến quân nhà nước Hồi giáo cho đến khi họ không còn đạn và bị bắn chết.